Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã click vào cái video này của em vào buổi sáng hôm nay nha. Bữa nay là ngày thứ ba, ngày 20 tháng 9 2022. Buổi sáng hôm nay thì em có chạy xuống Củ Chi, em có ghi hình và báo giá cho anh chủ nhà này chính là một cặp bò cái chữ Bombay và một bộ mì con cái cách ma nha anh chị. Thì để biết không tin chi tiết về hai cặp bò này thì em mời cô chú anh chị mình theo dõi hết video để chúng ta là biết giá cả ngày hôm nay thế nào nha anh chị. Thì trước màn hình chúng ta đây chính là một cái cặp bò cái chữa đầu tiên nha anh chị. Đây là cặp bò cái chữa mẫu Bombay ha, điều chữa là bò xin hết nha anh chị. Đó, để quay máy sen cho anh chị mình coi quẹn bò đầu tiên nè. Cái con bò đầu tiên này thì sáng mặt sẽ lưng nó, đem quan sát thì nó hoàn toàn là nó đóng chuẩn nha anh chị, chuẩn sái nha, sáng mặt sẽ lưng. Rúng thì con bò này thì rúng có bị ngang nha anh chị, rúng chèn ha, bốn dấu rìu anh chị ha. Rồi, đây là phần làn da nha anh chị. Bò này thì cái màu da nó thì lông da sát màu đỏ mật nha anh chị. Và bốn dàn chân nó chị mình thấy ha, là nó đều là có kiền khú hết nha anh chị, hoàn thiện ha, móng sò luôn nha anh chị. Ha, mông đùi thì rất là mâm nha anh chị. Cái con bò cái chữa đầu tiên này thì mặt mày nó thì có tí xà mâu nha anh chị. Đó, có tí xà mâu ha. Thì nó cũng đen lông rồi nha anh chị. Đó, tại ở đây ruồi mũi nó bu nhiều nha anh chị nên là nó hơi bị nè, phần đầu vậy ha, nó hơi bị xà mâu nha anh chị. Đó. Thì cái con bò cái chữa Bombay này thì nó đẻ được hai con rồi nha anh chị. Và nó đang con bầu lại là lứa thứ ba nha. Nó đang chữa là bò xiên nha anh chị. Đó là gần 4 tháng bò ha. Đó. Thì con bò này thì gu thì gu to ha. Gu to, dài lớn nha anh chị. Mà đang chữa là nọc xiên nha anh chị, bò xiên ha. Đó. Con bò cái chữa đầu tiên này thì em đo ngay sới lưng á thì nó cao là 1m21 bò anh chị, đúng mẫu Bombay cho anh chị luôn ha. Đó, hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Hang chân móng thì đều là có kiền khú đen đẹp bò anh chị, mà đuôi nó chị ha rất là dài. Đó, đuôi đen dài nha cô chị, gần xếp xém cho đất thềm xi măng gì không, rất là đẹp nha anh chị. Đó, nó cũng có hơn tí xà mau mà không sao, nó đen hết rồi nha anh chị, đen lông luôn á ha. Đen con bầu là lứa ba anh chị. Cặp mịn bò này thì nó lớn nha anh chị, cặp mịn có bị ngang ha. Đó rồi, bây giờ em sẽ sang máy qua con số 2 cho anh chị coi nè. Cái con số 2 này cũng mẫu Bombay luôn anh chị. Phần đầu ha, sa mặt sa lưng là nó nghiêm chỉnh hết nha chị ha nè. Đó, mông đùi nha chị hoàn thiện ha. Hoa cũng là ngô đen nha chị, mông đít thì nó to xương khung lớn nha chị. Nè, dần hông vậy em nè. Đó, lông da sát nha chị, rúng thì cũng là rúng dài nha chị, rúng chèn ha. Đó, bốn dàn chân chị ha, đều hoàn thiện hết trước sau nha chị, chân móng sò nha chị. Ha, màu da sát đỏ mặt không có lan giá chỗ nào hết nha chị. Thì cái con bò cái chữa Bombay số 2 này thì em đo ngay sa lưng á thì nó cũng cao là 1m21 bò anh chị, đúng mẫu Bombay ha. Thì hai con bò này rất là xứng bò nha anh chị. Thì cái con số 2 này thì nó chữa lớn tháng anh chị, nó cũng chữa bò xin ha. Nó chữa được 6 tháng bò nha cô chú anh chị. Ha, lông da đẹp anh chị, không có lan giá nha. Đó anh chị ha, hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Đó, rúng bản chèn đàng hoàng nha anh chị. Chân móng sò hoặc có muốn giò bố cặn ha. Bò này thì em bán về cho anh chị là cái đôi bò này thì em đã quan sát rồi thì nó không có tật lỗi chỗ nào hết nha cô chú anh chị. Cái đôi bò này thì nó đều chữa hết nha cô chú anh chị, thì em bán về cho anh chị là em bao lồi lú cho anh chị mình tới đẻ nha. Cũng như là em bao chữa nè, về anh chị mình cứ khám lúc nào cũng được ha. Đó, bao chữa, bao khám và bao lồi lú cho anh chị mình tới đẻ mới thôi nha. Bao hoàn thiện nhau chú anh chị. Cái đôi bò này thì hôm nay thì em đã thương lượng với anh chủ nhà rồi. Anh bán mức giá là 41 triệu nha anh chị. 41 triệu cho hai con bò này ha. Ok, còn đây chính là bộ mẹ con em mới dẫn qua nha anh chị. Đây là bộ mẹ con cái cách man nha anh chị. Đó, cái cách man ha, con nó là con man tay bự nha anh chị. Ha, hai cánh tay vậy ha, y như cái quạt đình nha anh chị, rất là to ha. Đó. Thì cái con bò con này á thì anh chị mình quan sát nha anh chị. Đó, nó cao ráo mà nó thả đòn dài. Đó, xương sóc ha, dò dài, xương sóc lớn nha anh chị, hoa đen, cậy đuôi to, lông da sát đỏ mặt không có len giá chỗ nào luôn nha anh chị. Cái con bò con này thì nó là dòng bò cái cách man mà man tay bự nha anh chị. Man tay bự ha, hai tay như cánh quạt nha cô chú anh chị. Ha, rất là to. Rúng yếm thì bò này nói chung là em kiểm tra rồi, chân móng nè, xá tích, dậu luồn, hoa bóm thì nó hoàn toàn là nó nghiêm chỉnh ha. Đó, hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Cái con bò cái cách man con này thì em đo ngay sới lưng á thì nó cao là hơn 1 mét bò nha anh chị. Đó, hơn 1 mét bò nha, hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Em bao cho anh chị làm bao đầy đủ ha, không tật lỗi. Anh chị thấy bò mẹ đang kiếm cám ăn không chị? Đó, cái bao cám 980 ha. Kiếm ăn mà không có ăn anh chị, tại bò này cũng hơi thiếu nuôi, anh chủ nhà cũng không có cho ăn cám đâu anh chị. Đó, về nhà dưỡng thêm ha. Đó, thì con bò cái mẹ này thì nó là dòng bò cái man nha anh chị. Man ha, cũng là bò man luôn. Đó,
Con bò cái mẹ này thì em kiểm tra về phần xé tích nó là xé mặt xé lưng nó là nghiêm chỉnh ha. Đó anh chị ha, màu da cũng sắc đẹp nha anh chị, mặt mày ha. Đó đang kiếm cám ăn nha anh chị. Thì chân móng anh chị mình cũng thấy rồi ha, chân móng nó thì là chân móng sò, thì bốn dàn chân nó thì cũng là chân kiền khú đen hết nha anh chị, móng sò gọn gàng ha. Đó, chân móng xá tích dậu luồn hoa bốm vú thì nó hoàn toàn nghiêm chỉnh ha, đuôi dài cũng dài xém sát đất nha anh chị. Chiều cao thì con bò cái mẹ này thì em đo ngay xé lưng á thì nó cao là 1m22 bò nha anh chị. Đó 1m22 bò. Thì con bò này thì nó đang gom con là lứa 2 nha. Anh chủ nhà có nói với em thì anh đã bơm lại 3B rồi anh chị. Thì nó cũng gần 2 tháng bò rồi nha. Thì giờ anh chị mình theo dõi nha anh chị. Thì con bò này thì anh chủ nhà nói với em thì từ ngày bơm tinh cho đến bây giờ thì nó không có dấu hiệu lên giống lại nha cô chú anh chị. Đó thì về nhà anh chị mình nuôi thì mình theo dõi lại giúp em nha. Đó thì bò mẹ con này thì anh chủ nhà muốn bán giá chốt luôn nha anh chị, mình dễ mua ha, 22.500.000 nha anh chị. Đó 22.500.000. Đó thì cô chú anh chị quan tâm về những cái con bò ngày hôm nay thì anh chị mình cứ nhanh tay và nhấc máy gọi ngay cho em nha anh chị. Thì thôi đeo này thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình các em buổi sáng hôm nay nha anh chị. Thì em cũng nhắc lại cho anh chị ha, khi mà cô chú anh chị mình mua bò qua kênh các em thì những cái con bò chữa tầm khoảng là 3 tháng trở lên thì em sẽ bao chữa và bao khám bao lồi vú cho anh chị mình tới đẻ mới thôi nha. Thứ hai nữa là những cái bộ mẹ con mà anh chị mua bò với kênh các em á thì em sẽ bao lồi vú cho anh chị là 5 tháng. Em chỉ bán độc quyền trên kênh các em thôi nha anh chị. Còn chỗ khác anh chị mua thì em không biết, nhưng anh chị mua bò qua kênh các em thì luôn có giấy tờ cam kết đầy đủ khi mà anh chị mình nhận bò và mình mua bò kênh các em ha. Rồi cô chú chị mình quan tâm về những cái con bò ngày hôm nay, anh chị mình nhớ alo cho em số điện thoại hotline truyền hình 0382603807 nha cô chú anh chị. Còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn tập tiếp theo các em nữa nha.